Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi phát truyện ngày hôm nay Và hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện mới của tác giả Đỗ Ngát Và câu chuyện này kể về nhân vật chính tên là Hoa Một người con gái xinh đẹp nhưng lại thiếu may mắn trong cuộc sống Cô đã gặp rất là nhiều những cái chuyện buồn, những tổn thương Mà đáng lẽ ra một người con gái như cô không đáng được nhận Và... Câu chuyện này thì được tác giả Đỗ Ngát viết khá là hay với nhiều tình tiết hấp dẫn và ma mị và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào với những tình tiết hấp dẫn ra sao thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây cùng với Duy Thuận nhé. Bức chân hải siêu vẹo đi trên con đường đầy sình lầy sau cơn mưa đêm qua cả người nó nồng nặc mùi rượu sau khi chén chú chén anh với hội cựu phạn nó ngước mắt lên nhìn ngôi nhà chỉ còn cách vài độ bước chân nữa ngôi nhà nhỏ nằm chìm nghiệm trong bóng tối nơi xóm nghèo dưới gầm cầu cánh cửa mở rầm một cái làm hoa và con bé lan giật mình quay ra nhìn hải trong bộ dạng say khướt thì hoa vội vàng chạy ra đỡ chồng nhưng bị hải hất tay làm cô ngã rúi rồi nhưng cô vội vàng đứng dậy Để trực đỡ lấy người chồng nát rượu Khi chẳng may bị ngã Hải ngồi vào mâm cơm Mà mẹ con Hoa đang đợi nó về ăn Trên mâm cơm lúc này Có đúng một đĩa rau muống luộc Và một ít lạc rang muối Vài quả cà Nó chừng mắt đỏ ngầu vì uống say Rồi quát lên với giọng lẻ nhẹ Cơm nước gì mà chế có thế này Bảo tiền đâu hết và mày chỉ cho tao ăn như vậy, như này thì nuốt làm sao cho được? Hai mẹ con mày ăn hết đồ ngon rồi, chế phần tao rao với lạc hứa Hòa vội vàng thanh minh với chồng: em và con đã ăn gì đâu, hai mẹ con đợi anh về cùng ăn mà. Với lại dạo này trong nhà hết tiền, nên mình chịu khó. Hòa chưa kịp nói hết câu, thì thằng Hải hắng giọng lên quát: thế bao nhiêu tiền mày để đâu hết rồi tiền đi làm đâu à hay mày lại mang cho thằng bỏ mẹ nào rồi hả lúc này đôi mắt hòa đã rơm rớm nước cô nói với giọng ấm ức lắm một mình em đi làm lo cho cả gia đình với lại đi làm thuê buổi đực buổi cái mấy hôm này mưa suốt có ai mướn làm gì đâu vừa nói dứt câu thì thằng Hải điên tiết lao đến Hoa Nó giơ cái tay lên và đôm đốp vào má cô Rồi gằn giọng nói Mà cha nhà mày Ý mày nói tao không đi làm Tao ăn bám mày hả Mỗi một câu nói Hải lấy tắt vợ một cái Lúc này Hai má của Hoa đỏ rát Hẳn lên mấy đầu ngón tay của chồng Hoa chỉ biết ôm mặt khóc Mà không dám lên tiếng nữa Cô biết lúc này cô có nói gì đi nữa Thì cũng vô ích Vì thằng chồng cô nó đang say Cô mà nói thêm thì chỉ bị đánh thôi Soạn Hải hất cả mâm cơm xuống đất Tiếng bát đũa rơi xuống vỡ tan Thức ăn bắn tung tóe khắp nhà Còn bé Lan sợ hãi đứng nép trong góc nhà Cả cơ thể không ngừng run lên bần bật Những lần bố nó đánh mẹ xảy ra như cơm bữa hễ hôm nào bố say rượu là lại nuôi mẹ con nó ra mà đánh mà chửi trong suy nghĩ non nớt của con bé thì bố là người rất đáng sợ ngay cả trong giấc ngủ nó cũng giật mình mỗi lúc mơ thấy bố nhiều lúc nó còn nghĩ giá nhà bố không có trên cõi đời này thì có phải tốt không sau khi đánh vợ một trận lê lết thằng hải mới lê cái thân hình say khướt của mình đi vào gian buồng nó thả cả cái thân hình gầy tong teo của mình xuống giường đến nỗi cái giường kêu đánh kẹt một cái nhìn thấy bố đi vào trong buồng lan mới chạy ra ôm chầm lấy mẹ rồi lo lắng hỏi mẹ ơi mẹ có đau không mẹ đau chỗ nào để con xoa dầu cho mẹ hoa ôm con vào lòng cố ngăn giọt nước mắt không rơi rồi nói mẹ không sao đâu con để mẹ lấy cơm con ăn nhé Chắc đói lắm rồi phải không Vậy là tối đó hai mẹ con ăn cơm Trộn với ít nước mắm Nhìn con gái ăn ngon lành vì đói Mà lòng hoa như thắt lại Cô vội vàng quay đi lau vội giọt nước mắt đang trực rơi Mấy năm nay chuyện hoa bị chồng đánh Không còn xa lạ với những người trong xóm gầm cầu này Cứ lần nào say Là thằng Hải lại về đánh vợ Mà bao nhiêu tiền làm được Nó lại đổ vào rượu không lo lắng giúp đỡ được gì cho vợ con Nên cả gia cảnh lúc nào cũng túng quẫn Nhiều lúc chị Hoa phải đi vay từng bát gạo của hàng xóm xung quanh Ở cái xóm cầm cầu này Hoàn cảnh nhà nào chẳng nghèo Tất cả toàn là dân tha phương Không nhà không cửa dạt về đây Dựng tạm cái nhà lên lấy chỗ chưa ra rút vào Nhưng được cái nơi đây tỉnh người thì đầy ấp Mặc dù hoàn cảnh chẳng ai khá hơn ai nhưng họ luôn chia sẻ với nhau từ vật chất đến tinh thần nhắc đến Hòa thì không ai khỏi xót thương cho hoàn cảnh của cô dường như cuộc đời cô nó còn khổ hơn cả chữ khổ cách đây độ bảy tám năm gì đấy một hôm trời mưa tầm tã ông độ hôm đấy đi bán vé số về trên con đường đất dẫn vào xóm gầm cầu nằm dọc theo con sông hôm nay ngập sình lầy do trời mưa nên ông độ phải đi rất chậm rãi cẩn thận kẻo nhớ may có ngã thì khổ bỗng ông nhìn thấy cái gì cứ nhấp nhô theo nhịp sóng nước sông đánh vào bờ đứng yên ông độ hất cái nón lá rách tà tư của mình lên cao một chút để nhìn cho kỹ thì ông hốt hoảng kêu thất thanh ôi làng nước ơi có người chết có người chết rồi ông cụ độ ngồi sụp dưới mép cỏ đầy bùn mà run lên cầm cập Chả biết ông đang đùn lên vì lạnh do bị ngấm nước mưa Hay do ông nhìn thấy người chết trôi Lúc này Vài ba người sau khi nghe có tiếng người kêu Thì mặt trời đang mưa Liền chạy ra nơi phát ra tiếng kêu Để xem có chuyện gì cần giúp hay không Thì người ta nhìn thấy ông Độ Đang ngồi bên mép đường Một người tưởng ông bị làm sao bèn gấp gáp hỏi lớn Ông Độ hứ Ông có chuyện gì à mà ngồi đây khổ thế giả cả rồi thấy trời mưa to thì tìm chỗ mà chú chứ trời đất thế này còn đi lại làm gì chắc lại ngã chứ gì đến là khổ cơ đòi người vừa hỏi nhanh nhỏ đỡ ông dậy toàn cóng ông về nhà thì ông độ chỉ tay ra mép sông rồi lắp bắp nói có, có có người chết trôi ở kia kìa không ai bảo ai tất cả hướng ánh mắt theo phía tay ông độ chỉ một vật thể đang nhấp nhô theo nhịp sóng nước. Tất cả mấy người có mặt đều chạy về phía bờ sông, nơi cái xác đang nổi lành bệnh. Trong đó có Hải. Hắn nhanh chân lội xuống nước ôm lấy người kia mà kéo vào bờ. Hai ba người trên bờ thì cũng phụ hắn đỡ lấy thân thể kia. Lúc này nhìn kỹ, người bọn họ vừa vớt là một cô gái tuổi chắc ngoài đôi mươi. Một thằng đưa tay sở lên mũi cô gái thì thấy vẫn còn thở nó vội vàng hét lớn Mau, mau, vẫn còn sống Mang vào nhà đi kẹo nằm đây cảm lạnh thì chết Rồi thằng Hải bế sốc người con gái tội nghiệp kia về nhà nó Còn mấy người kia cũng léo đéo chạy theo sau Dường như mọi người mãi quan tâm đến việc cứu người con gái chết đuối kia Mà quên mất ông cụ độ vẫn ngồi im bên vệ đường từ nãy giờ Thấy mọi người chạy đi hết thì ông cụ mới gọi với ấy Đứa nào đỡ tao về cái Đường xình lầy quá Rồi một thằng đi sau cùng đoàn người Cũng quay lại mà dìu ông cụ về nhà Tại nhà hải lúc này Chị Xuân đang đổ cái phích nước nóng ra thau Rồi đập dập mấy cái củ gừng Cho vào thau nước ấm Để lau người cho cô gái vừa vớt lên từ dưới sông Đang định cởi cúc áo cô gái ra chị khựng lại quay ra nói với mấy thằng đứng đấy thế à, chúng mày định đứng đấy à không biết đường mà đi tránh mặt đi còn mấy chị thì ở lại giúp tôi lau người cho con bé với gớm khổ thân nhìn xinh như này chắc lại nghĩ quẩn đi mà mọi người nơi đây chẳng còn xa lạ với việc bắt gặp những cái xác chết trôi nữa mỗi năm phải có cả chục vụ chết trôi giạt vào cái xóm gầm cầu này người thì tự tử kẻ thì đuối nước Cũng có khi những người dân nơi đây cứu sống được họ Nhưng là số ít so với những người thiệt mạng Và cô gái trẻ vừa nãy Nằm trong số ít người mà được họ cứu Đang lao người cho cô gái vừa được bớt từ dưới sông lên Thì một chị trong số những người có mặt ở đấy chợt lên tiếng Này, mấy chị nhìn xem Có phải con bé này nó đang có bầu không? Chứ tôi nhìn giống người đang có bầu lắm Mấy ánh mắt nhìn kỹ hơn trên cơ thể người con gái kia Rồi những tiếng đồng thuận vang lên Ừ đúng rồi Nhìn thế này là có bầu là cái chắc Khổ thế Cha hiểu sao mà đến nông nỗi này Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Họa đưa đôi mắt vẫn còn mệt mỏi của mình Nhìn quanh ngôi nhà một lượt Rồi như bất chợt nhớ ra điều gì Cô nhìn xuống thân thể mình Cô hoảng hốt ngồi bật dậy Thu mình vào một góc cánh cửa kêu lên những tiếng cót két rồi từ từ mở ra hòa hướng ánh mắt đầy căng thẳng về phía cánh cửa lúc này xuất hiện trước mặt cô là một bà cụ trên tay đằng bề một bát cháo nóng đi vào nhìn thấy hoa bà mỉm cười rồi nói với giọng mừng rỡ lắm đã tỉnh rồi hả ăn bát cháo này đi cho nó nóng rồi bà cụ đặt bát cháo xuống cái bàn cạnh đầu giường nơi hoa nằm rồi ngồi xuống cạnh giường hoa lúc này hoa lắp bắp hỏi giọng nói như run lên đầy lo lắng bà là ai cháu đang ở đâu thế này sau câu hỏi của hoa bà cụ thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể tôi à, tên là lê còn đây là xóm gầm cầu hôm qua chúng tôi đã vớt được cô ở dưới sông lên đấy rồi bà Lê thuật lại cho Hoa nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện Lúc đầu thằng Hải nó cõng Hoa về nhà Vì nhà nó gần ngay chỗ vớt được Hoa Nhưng sau cùng mọi người bàn nhau để Hoa sang nhà bà Lê ở cho tiện Dù sao Hải cũng là đàn ông lại chưa vợ nên không tiện lắm Với lại bà Lê cũng sống có một mình Khi nghe bà Lê kể lại câu chuyện đã cứu mình ra sao Hoa cúi đầu giọng run run trong tiếng khóc Cảm ơn bà và mọi người rồi sau những tâm sự chia sẻ của Hoa, bà Lê mới biết Hoa là người thật đáng thương. Hoa sinh ra đã là trẻ mồ côi, cô chẳng hề biết bố mẹ cô là ai. Chỉ biết rằng một ngày tháng 8 trời rông bão, một vị sư cô phát hiện ra có một đứa bé đang khóc nấc lên từng hồi ngoài cổng chùa. Vị sư cô bèn mang đứa bé vào chùa cưu mang, nuôi dưỡng, rồi từ đó hoa lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của nhà chùa cho đến khi trưởng thành hoa rời chùa để ra ngoài thuê trọ rồi xin đi làm công nhân tại một xưởng may nơi đây cô có quen với một người đàn ông chính sự ngây thơ và thiếu thốn tình cảm đã khiến hoa ngã vào vòng tay kẻ kia một viễn cảnh hạnh phúc được hoa thêu dệt lên cho đến lúc khi biết tình mình có thai thì hoa mới bàng hoàng phát hiện ra người mình hết mực yêu thương tin tưởng thật ra chỉ là phượng cặn bã một kẻ sợ khanh hôm đấy khi hay tin mình có thai hoa vui mừng đến chỗ người yêu để báo tin cho anh hoa hồi hộp nói trong vui mừng anh này khi nào thì mình tổ chức đám cưới tài người yêu của hoa lên tiếng cưới gì bây giờ mình còn trẻ mà cưới xin gì tầm này cứ hưởng thụ đi cái đã em lo gì Trước sau gì thì anh chả cưới em Rồi hắn kéo tay Hoa ôm cô vào lòng Lúc này Hoa nhẹ nhàng nói Nhưng em có thai rồi anh Tài hơi sững người ra Nhưng nhanh chóng hắn cười rồi nói <cười> Em cứ khéo đùa Làm sao mà có được Rồi hắn ôm ghì lấy Hoa Toàn hôn lên môi cô thì Hoa đẩy ra rồi nhìn hắn nói với giọng nghiêm túc em có thai rồi thật đấy nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của người yêu tay đứng bật dậy nói với thái độ không vui em nói thật hoa khẽ gật đầu vậy em giải quyết đi anh chưa muốn có con lúc này lúc này hoa bàng hoàng không tin vào tai mình sau câu nói của người yêu cô nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng nó là con mình mà em không muốn bỏ con tội nghiệp nó lắm lúc này tài tỏ thái độ bực mình lắm khi không thuyết phục được hoa đi phá thai hắn mới nói cô không phá thì tùy cô cô đẻ thì đi mà nuôi thằng này không có trách nhiệm gì mà ai biết được nó có phải con tôi không cô lên giường được với tôi thì cũng lên giường được với thằng khác rồi nói nhếch mép cười Hòa tức giận lao đến Định tát cho thằng vô lương tâm kia một cái Nhưng nó né kịp Làm hoa mất đà ngã rúi rụi xuống nền nhà Thằng Tài kéo tay hoa mà đẩy cô ra khỏi nhà mình Hòa lầm lỗi bước đi như người không hồn Dưới cơn mưa tầm tã Nước mắt hỏa vào những giọt mưa Mà sao cô vẫn cảm thấy vị mặn chát Cuộc đời này bất công với cô quá nhìn dòng người hối hả trở về tổ ấm sau một ngày dài làm việc hoa lại thấy tủi thân nghĩ đến thân phận hẩm hiu của mình một ý nghĩ ngu ngốc chợt hiện lên trong đầu hoa đứng trên cầu nhìn dòng nước đang chảy mạnh những hạt mưa tạt vào mặt hoa lạnh bớt, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim cô lúc này có lẽ mọi thứ trong cuộc sống này với cô giờ đây đều vô nghĩa đặt tay lên bụng hòa nói thầm trong nghẹn ngào mẹ xin lỗi con rồi hoa gieo mình từ trên cầu xuống dòng sông đang chảy xiết để kết thúc cuộc đời đầy đau thương nhưng cuộc đời này một lần nữa giang tay ra cứu cô để giờ đây cô có mặt nơi xóm nghèo này và từ đây hạnh phúc chẳng tẩy gang thì một bi kịch đau thương lại đến với cô gái tội nghiệp nghe xong câu chuyện của hoa bà lê lấy tay áo lau vội đi hai hàng nước mắt bà không nghĩ một cô gái còn trẻ đẹp mà phải chịu bao đau thương của cuộc đời của tình người bạc bẽo bà lê khẽ nói nếu con không còn nơi nào để đi không chê nơi này nghèo thì con cứ ở lại đây làm con gái ta có rau ăn rau có cháo ăn cháo hoa xúc động nắm tay rồi cảm ơn bà lê từ đó cái xóm nghèo bên gầm cầu lại có thêm một mảnh đời bất hạnh trú ngủ. Một vài hôm sau, sau khi sức khỏe của Hoa tốt hơn, bà Lê đưa cô đi chào hỏi mấy người trong xóm và cảm ơn họ đã cứu cô. Lúc bà Lê và Hoa đến nhà thằng Hải thì vừa bước chân vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng lên khe khẽ từ trong nhà phát ra. Bà Lê mạnh dạn bước vào vừa mở cửa vừa gọi lớn. Thế à, thằng Hải có nhà không nhỉ? Cánh cửa nhà vừa mở Bà nhìn thấy thằng Hải đang nằm trên giường trùm chăn kín mít Cơ thể đang run lên cầm cập Bà tiến lại mở cái chăn ra Rồi sợ lên chán nó Bỗng bà nói lớn Đeo mẹ Cái thằng này nó sốt cao quá Hoa ơi lấy cái thau Đổ ít nước ấm ra rồi lau cho nó đi Để tao chạy về nấu cho nó bát cháo ăn giải cảm Nói xong Bà Lê chạy vội về Bỏ hoa lại Hoa làm như lời bà Lê dặn Cô lấy nước nóng rồi lấy khăn trượm lên chán Hải lau hai bàn tay cho anh Trong cơn mềm màn Hải nhận ra có người con gái đang ngồi cạnh mình Anh cứ ngỡ đang mơ Rồi lại thiếp đi vì cơn sốt Một lúc sau bà Lê bê bát cháo hành nóng hổi đi vào Bà nói Con gọi thằng Hải dậy đi Ăn bát cháo cho nóng Khổ thần Chẳng đêm qua đi làm về dính mưa Nên phải cảm đây mà Hoa lành người gọi Hải dậy Rồi Hoa tự tay mình đút từng thịa cháo cho Hải Bất giác Hải thấy xúc động lắm Đã rất lâu rồi Anh mới cảm nhận được sự ấm áp như này Có lẽ Hoa là người thứ hai đút cho anh ăn ngoài mẹ Chợt anh nhìn xuống cái bụng bầu đang nhô lên của Hoa rồi nghĩ Đứa bé này rồi đây sẽ ra sao Không biết liệu cuộc đời nó sau này có giống mình không Rồi anh nghĩ về đời mình Cách cuộc đời tăm tối mà nhiều lúc anh hận Anh ước rằng giá như mình đừng có mặt trên đời này Có phải tốt hơn không Hãy được sinh ra trên đời này Mà không hề biết một chút gì về cha Cũng chưa từng thấy mẹ mình nhắc đến ông dù chỉ một lần Lúc nhỏ Anh thường bị bọn trẻ con trong làng trêu chọc Xa lánh Mỗi lần gặp anh là chúng nó lại chỉ trỏ Chế giễu anh Thằng Hải không có bố Cái thằng con hoang Lêu lêu đồ con hoang Mỗi lần như vậy Hải chỉ biết chạy thật nhanh Anh muốn chạy trốn khỏi những tiếng nói của bọn trẻ kia Hải thường trốn ra bờ sông ngồi khóc thầm Anh muốn chút bỏ hết những tuổi hờn ấm ức Xong mới về nhà Vì Hải không muốn mẹ phải buồn Nó biết mẹ không nói ra Nhưng rất nhiều lần Nó nhìn thấy mẹ nửa đêm dậy ra sân ngồi khóc ngay cả những người thân của nó là ông bà ngoại Cũng ruộng giấy mẹ con nó Vì ông bà cảm thấy nhục nhã khi con gái mình không chồng mà chữa Ông bà đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà Vì vừa biết tin mẹ nó có chữa May thay một bà trong xóm thương tình Mà cho mẹ nó trong cái nẻo vịt của bà Có hôm nó đi qua nhà ông ngoại Đang định vào thì ông chống gậy đi từ nhà ra sân Rồi nói lớn Mày về đi Nhà ông không có chứa đồ con hoang Rồi bà ngoại cũng đi ra Miệng đang nhai chầu đỏ quạch Bà nhổ tuyệt bánh nước chầu xuống sân Rồi nói Đừng có vào nhà tao Nhà tao không có loại con gái mất nết Không có loại cháu hoang Rồi mẹ từ đâu đi đến Mẹ vội vàng ôm Hải vào lòng Rồi nói Con xin lỗi bố mẹ Nhưng bố mẹ có thể đừng nói như vậy được không Cháu nó còn nhỏ nó có tội tình gì đâu Rồi bà ngoại nói như quát lên Ai chà Vậy là chúng tôi có tội Thôi tôi mời mẹ con chị lại nhà Nhà tôi vô phúc lắm Không dám đón tiếp mẹ con chị Mẹ không nói câu gì Cứ thế dắt tài hại đi Nó thấy mẹ khóc Lần đầu mẹ khóc trước mặt nó Về đến nhà Mẹ gấp gọn mấy bộ quần áo bài thứ đồ của hai mẹ con rồi dắt tay hải đi rời xa cái nơi đầy đau thương này cứ tưởng hai mẹ con sẽ được sống một cuộc đời mới thì một tai họa ập xuống rời làng được tầm hai tháng thì mẹ nó bị bệnh rồi ra đi bỏ lại nó trên cuộc đời này dường như hạnh phúc là điều rất xa xỉ với nó chữ nghèo chữ khổ không buông tha cho nó đang miền man trong mớ suy nghĩ thì chợt giọng bà lê vang lên kéo hải về thực tại Đến khó Ốm đau không có ai chăm sóc Chắc tao mà không sang Thì chắc bay nằm đấy chết Bảo bao nhiêu lần rồi Có gì thì phải bảo mọi người Để mọi người giúp Chứ bày mà không nói ốm đau ra đấy thì Có khi biết đến thì còn mỗi cái xác Mà bày cũng ngót ba mươi rồi Xem có đám nào mà cưới hỏi đi Để nó chăm nom nhà cửa cho Hải quay sang nhìn bà Lê với ánh mắt biết ơn rồi dạ một tiếng yếu ớt. Nhìn thấy hạt cháo dính trên miệng Hải, Hoa đưa tay lên lau. Khi bàn tay Hoa chạm vào anh, Hải bỗng thấy tim mình như đập nhanh hơn. Lúc này anh mới để ý, Hoa đẹp lắm, nét đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, mộc mạc không giống các cô gái khác. "Cảm ơn cô." Hải khẽ nói với giọng đột rè. Hoa không nói gì chỉ khẽ cười. Từ hôm đó Hải đã thẩm tích hoa rồi Anh muốn làm chỗ dựa cho cô Và đứa bé trong bụng cô Anh thầm thương cảm cho đứa nhỏ Không muốn nó sinh ra mà không có bố Hoa hàng ngày theo bà Lê đi bán hàng rong Nhìn cái bụng lúc này đã vượt mặt Mà vẫn phải gánh nặng Hải thấy rất thương cô Khi thì Hải mua cho hoa củ khoai Khi bắp ngô Rồi hoa quả để cô bồi bổ Tuy Hải chưa nói ra nhưng Hoa hiểu tình cảm mà Hải dành cho mình Trong lòng Hoa cũng rất biết ơn tình cảm Sự quan tâm mà Hải dành cho mẹ con cô Còn Hải thì muốn khi nào Hoa sinh xong Mẹ chọn con vuông Thì anh sẽ ngỏ lời với cô Chuyện của hai người Cái xóm cầm cầu này ai cũng biết Họ luôn động viên hai người đến với nhau Cùng là cảnh nghèo khổ Không còn ai nương tựa Nên dễ đồng cảm hơn Hôm nay hết hàng sớm Nên Hoa về nhà sớm lắm Vừa bước đến hiên nhà Định mở cửa thì cô nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của mẹ Chính là bà cụ Lê Bước chân cô lùi lại rồi quay trở đi Cô không muốn vào nhà lúc này Cô biết mẹ không muốn cô Hay bất cứ ai biết mẹ đang buồn Vì trước mặt mọi người Bà luôn tỏ ra vui vẻ Nhưng cô biết trong lòng mẹ Mang nặng nhiều ưu phiền tổn thương Mấy cô trong xóm nói cho Hoa biết Chồng bà Lê mất sớm để lại cho bà ba người con nhưng họ mải lo cho cuộc sống riêng mà không quan tâm chăm sóc mẹ hết người nọ đến người kia đưa nhau không nhận chăm sóc mẹ nên bà mới lưu lạc về nơi xóm nghèo này nhà cửa thì bà sang tên hết cho con nên giờ bà chỉ như người ở nhờ một ngày bà đang chơi với đứa cháu nội thì vô tình nó bị ngã sức hết đầu gối vậy là vợ chồng con bà quát và sỉ nhục bà có đứa cháu mà bà không chăm nổi chúng tôi đi làm vất vả để nuôi bà chứ không thì bà ăn ở đâu rồi những giọt nước mắt của bà rơi từ lúc nào chẳng hay nhìn thấy vậy thì đứa con dâu chu cái mồm đánh giòn đỏ chót lên hắng giọng nói đã ai làm gì bà mà bà khóc với cái lóc rồi thiên hạ người ta lại bảo vợ chồng tôi bạc đãi mẹ tối đó cả nhà ăn tối mà không gọi bà ra ăn Mãi muộn rồi bà thấy bụng đói cồn cào Mới xuống bếp xem có gì ăn không Thì chả còn gì để lót dạ Chị giúp việc thấy vậy Nhìn bà giọng sụt sùi nói Bà ơi Cô bảo con đem đổ hết đồ ăn thừa đi rồi Giờ không còn gì ăn đâu ạ Khuôn mặt bà lúc này tràn đầy sự thất vọng Bà không nói câu gì Đi về phòng Thu xếp đồ đạc bỏ vào cái túi nhỏ không quên cầm theo tấm ảnh của đứa cháu nội bà xách cái túi đã bạc màu mà bước đi lúc gần ra tới cổng chị giúp việc chạy tới níu tay bà lê rồi nói trời tối rồi bà còn đi đâu vậy cô cậu chủ giận vậy thôi mai lại đâu vào đấy bà đừng đi mà bà lê nắm tay chị giúp việc nhìn chị với ánh mắt đỏ hoe rồi từ từ gỡ tay chị ra chị giúp việc lúc này không kìm được nước mắt mà khóc thành tiếng vì biết không thể thay đổi được quyết định của bà chị rút trong túi ra mấy tờ tiền rồi nhét vào túi bà rồi nói bà cầm thêm ít tiền mua gì ăn nhé bà lê toan trả lại nhưng chị giúp việc vội nói bà coi con như con cháu thì bà cầm cho con vui để con yên tâm lúc này hai người nhìn nhau khóc một lúc dặn dò nhau rồi bà lê quay bước đi Chỉ giúp việc đứng nhìn bóng dáng cô độc của người đàn bà cả đời vất vả hy sinh cho con lầm lỗi bước đi chìm dần trong màn đêm đầy sương lạnh buốt mà trong lòng chị không khỏi xót thương cho phận bà cả đời lam lỗi nuôi con mà nay chúng trưởng thành thì phụ ơn cha mẹ thằng con bất hiếu của bà lê đứng trên ban công chứng kiến tất cả nhưng hắn vẫn bình thản hút thuốc và nhìn cảnh người mẹ đã sinh ra và nuôi mình lớn lên vì uất ức mà bỏ nhà đi trong đêm không một chút động lòng thương trong cuộc đời này thứ đáng sợ nhất có lẽ là lòng người bạc nhất cũng là lòng người cỏ ơi lặn lội bờ sông cỏ ơi sao lại quên công mẹ già hỏi rằng ai đẻ cỏ ra mà cỏ lại bỏ mẹ già không nuôi nhớ khi đi ngược về xuôi mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cỏ những ngày mưa lũ gió to mẹ đi bắt tép nuôi cỏ cỏ quên vợ con cỏ để hai bên công tràng nghĩa mẹ cỏ quên mất rồi cỏ ơi cỏ bạc như vôi công tràng nghĩa mẹ bằng trời núi cao nhìn thấy ánh hoàng hôn dần tắt bầu trời lúc này mây đen bao phủ hòa lúc này mới đạp bước thật nhanh về nhà vừa đẩy cửa bước vào cô thấy mẹ đang ngồi bên mâm cơm nóng hổi đợi mình hình ảnh ấm áp này đã bao lần cô mơ ước không ngờ bây giờ thành hiện thực hòa gắp thức ăn vào bát bà lê rồi nói mẹ ăn đi mẹ phải khỏe mạnh để còn bế cháu nhé bà lê cười hạnh phúc để mắng yêu con chả bố nhà chị Chị cũng phải lo giữ sức khỏe Cho cháu tôi được sinh ra khỏe mạnh đấy Hạnh phúc đơn giản Ấm áp dưới mái nhà lá đơn sơ chẳng tẩy gan Cơ ngỡ hòa được sống hạnh phúc bên mẹ Còn bà Lê đang hưởng những trái ngọt khi về già Đợi chờ đứa cháu đáng yêu ra đời Thì tai họa ập xuống Khiến bà mãi mãi ra đi Mà chưa được nhìn thấy đứa cháu sắp chào đời Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh buốt Bà đi mua hộp sữa bầu cho Hoa uống thêm Vì mấy ngày hôm nay bà nhìn thấy con xanh sao Trên đường về Bà bị một chiếc ô tô tông trúng Mặc dù đã được chủ xe đưa đi cấp cứu luôn Nhưng bà vẫn không qua khỏi Trước khi mất Trên tay bà vẫn còn nắm chặt tấm hình của đứa cháu nội Nghe tin vài người trong xóm trọ kéo nhau vào viện Khi đến nơi thì bà cụ Lê bây giờ Chỉ còn là cái xác lạnh ngắt ai nấy đều sụt sùi tiếc thương cho bà nhất là hoa cô như ngất lịm đi khi nhận thi thể mẹ cô không đủ sức để gạo khóc mà nước mắt không ngừng rơi lúc này hải luôn ở bên động viên làm chỗ dựa tinh thần cho cô bà lê chưa bao giờ nói địa chỉ nhà mình vì bà đã quyết định cắt đứt mọi liên lạc với các con nên những người trong xóm không ai biết địa chỉ để liên lạc với các con của bà Họa đặt tấm ảnh người cháu nội vào tay bà để chôn theo bà Vì đây là thứ mà khi còn sống bà lê quý nhất Họ tổ chức đám tang cho bà Và chôn ngay trong khoảng vườn của bà ở xóm nghèo này Để hoa hàng ngày chăm sóc mộ phần của mẹ Sau đám tang bà lê một tháng thì hoa trở dạ Ngày cốt nằm viện thì chị Xuân luôn túc trực ở bên để chăm sóc cô Nhất là Hải Anh luôn lo lắng cho cô từng chút một Mọi người ở xóm nghèo ai cũng góp mỗi người một chút cho cô có đồng ra đồng vào. Dù nghèo, nhưng tình cảm trong họ thì không có thứ vật chất nào sánh được. Lúc bé đứa bé trên tay, Hải dưng dưng nước mắt như thể nó là con ruột của mình vậy. Anh khẽ sở lên đôi má con bé rồi thầm nhủ Bố sẽ yêu thương con, che chở cho con. Thời gian thấm thoát trôi, giờ con bé Lan đã một tuổi lúc này hải cũng quyết định nói rõ lòng mình với hoa hoa hiểu rằng hải rất tốt với mình nhưng trong lòng cô vẫn còn những gợn sóng đau thương vì bị phản bội từ tình yêu đầu đời nhận thấy sự do dự trong ánh mắt hoa hải bèn nắm chặt tay em hãy tin anh được không hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em và bé lan anh sẽ không để em và con phải khổ nhìn thấy sự cương quyết và trách nhiệm trong mắt hải hòa khẽ gật đầu thế là một đám cưới nhỏ diễn ra dưới sự có mặt của mọi người trong xóm nghèo ai cũng vui mừng cho đôi trẻ chúc cô chú sớm sinh quý tử nhé giọng chị xuân vừa cười vừa nói khiến hòa và hải nhìn nhau đỏ mặt một chú trong xóm đưa chén rượu lên uống cạn ly rồi nói đấy sướng nhất thằng hải nhé mấy thằng đâu mau mà noi gương thằng hải đi nhé mãi chả chịu vợ con gì những tiếng cười rộn rã cả xóm nghèo những năm đầu hôn nhân vợ chồng hải sống rất hạnh phúc anh luôn vun vén cho tổ ấm yêu thương vợ con hết mực nhưng khổ nỗi lấy nhau mấy năm rồi mà không thấy có con hai người buồn lắm nhất là hoa nhưng hải luôn động viên vợ em đừng suy nghĩ nhiều con cái là lộc trời cho mình ở hiền ắt trời thương nói vậy chứ trong lòng hải là bao tâm tư nặng trĩu mà anh luôn giấu kín hôm nay trong lúc đi uống mấy cốc bia với hội cửu vạn anh xảy ra xô xát với một người vì hắn nói đều anh này hải ông xem thế nào mà thay vợ đi chứ lấy nhau bao nhiêu năm mà chả đẻ đái gì chắc giờ hồi trẻ ăn chơi tròn lắm giờ không đẻ được một tên trong hội cũng lên tiếng <laughs> mà tôi cũng phục ông lắm đấy con mình chả đẻ cứ thích nuôi con người rồi tất thảy mấy con người thi nhau cười lớn hải thấy hội bạn diễu cợt bèn đứng dậy toàn đấm cho tên vừa nói mấy đấm nhưng mọi người cản lại trên con đường trở về nhà hôm nay anh thấy sao dài quá một cảm giác nặng nề đẻ nặng trong lòng nhìn thấy bố con bé làn vội chạy đến ôm lấy bố hải khẽ gỡ tay con bé già rồi đi thẳng vào buồng thấy chồng như vậy hoa nghĩ anh mệt nên và hỏi thăm chồng anh mệt à em nấu cháo cho anh nhé rồi hoa ngồi xuống đặt tay lên chán chồng liền bị anh hất tay ra rồi quát cô đi ra cho tôi nghỉ đừng có làm phiền tôi đây là lần đầu tiên hoa thấy anh nóng giận với mình như vậy trong cô linh cảm điều gì đó rất bất an Cô cảm nhận anh dạo này rất khác Cứ vậy Những nút thắt trong hôn nhân của hai vợ chồng Ngày càng nhiều Mà không tài nào tháo bỏ được Hải bây giờ như một con người khác Anh bây giờ suốt ngày vùi đầu vào rượu Say xỉn suốt Những trận cái vã diễn ra thường xuyên Trong ngôi nhà nhỏ Nơi đã từng rất hạnh phúc Hải thường xuyên vắng nhà Anh bây giờ không còn hỏi han ân cần Chăm sóc con bé Lan như trước Mà thay vào đó anh luôn nhìn con bé với ánh mắt hậm hực đầy tức giận con bé dường như cũng nhận ra bố nó bây giờ đã khác trước đã không còn yêu thương nó thậm chí nó luôn tránh mặt bố hôm nay con bé lan xin sang nhà chị thu học bài với cái hạnh rồi ngủ luôn bên ấy nằm một mình hoa lại nghĩ về quá khứ cái thời điểm gia đình nhỏ của chị luôn tràn ngập tiếng cười chồng chị chưa xa vào cờ bạc rượu chè Chị hiểu anh rất buồn và bất mãn chuyện anh chị chưa có con Nên anh mới vậy Chị nghĩ nguyên nhân là do chị Nên chị luôn mặc cảm và thấy mình có lỗi Bởi vậy chị luôn chịu đựng mọi chuyện Đang miền màn với những suy nghĩ Thì một thân hình đột rạp xuống nằm đè lên người hoa Định thần lại thì ra đó là Hải chồng mình Người anh vẫn nồng nặc mùi rượu như mọi khi Hải ôm lấy vợ rồi hôn cô Mùi rượu sọc vào mũi khiến Hoa thấy buồn nôn Cô đẩy hại ra rồi nói Anh ngủ đi Hôm nay em hơi mệt Bữa nói dứt câu Thì một tiếng đốt vang lên Hải tức giận mà tát Hoa Miệng anh không ngừng nói những lời xúc phạm Tổn thương Hoa Mày đã không đẻ được rồi Mà nay việc làm vợ mày cũng không làm được à Hay tao không đủ cho mày Tao thật sai lầm khi lấy mày Một con đàn bà lăng loàn Chắc trước kia ngủ với cả đống thẳng Nên giờ không đẻ được chứ gì Vừa nói Hải vừa lột tung cái bộ quần áo trên người Hoa Rồi hành sự thô bạo Hoa chỉ biết im lặng Mà hai hàng lệ không ngừng rơi Đã biết bao lần Hải đay nghiến Giày vỏ thân xác cô Ngay cả bản thân Hoa cũng cho rằng Mình là người đàn bà hư hỏng Vì cô không sinh được con Nên Hải mới thành ra thế này Cô nghĩ nếu không lấy cô có lẽ cuộc đời anh có lẽ sẽ tốt đẹp hơn Và cô cũng không phải chịu những nỗi đau Về thể xác lẫn tinh thần như thế này Đang nấu cơm dưới bếp Thì hoa chợt dừng lại Khi nghe tiếng xe máy đổ ngoài sân Tưởng chồng về Nên cô vội vàng chạy ra đón Nhưng đứng ngoài sân là mấy người xăm chỗ đầy mình Vừa nhìn thấy hoa Một thằng trẻ tuổi lên tiếng Thằng Hải nhà mày có nhà không? Hoa sợ hãi rụt rè nói Nhà tôi làm chưa về Mấy anh tìm chồng tôi có chuyện gì Lúc này tên đại ca mới tìm đến gần hoa rồi nói Thằng chồng cô Nợ tụi anh ít tiền Quá hạn không thấy trả Mà mấy hôm nay nó trốn biệt tâm Nên anh mới tìm đến đây Lúc này tên đại ca như ngây người ra Vì không nghĩ thằng hải nát này Có vợ đẹp như thế Hắn cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực đang phập phồng theo những nhịp thở gấp vì sợ của hoa nhìn hoa cơn dục vọng trong hắn như bừng lên hắn giữ vai hoa rồi ghé sát tay cô nói em bỏ quách cái thằng nát rượu ấy đi đi theo làm người của anh được ở nhà cao cửa rộng hoa sợ hãi đẩy hắn ra mà không được mấy thằng đàn em đứng cạnh cười lên khanh khách như vui lắm lúc này hoa sợ hãi đến mềm cả người trong mắt cô nước mắt như trực trào ra Mày thầy có chị Xuân đi qua thấy vậy Chị nói lớn Chúng mày định ở đây làm loạn hả Không mau đi Là tao hô lên bây giờ Thằng đại ca lúc này mới buông hoa ra Trước lúc quay đi Nó còn vỗ mông hoa một cái Làm cô giật này mình sợ hãi Rồi nó nói Về nhắn với chồng em á, Là nếu không trả tiền Thì anh đây bắt em làm vợ chờ nợ nhá Cả lũ lại cười lớn Rồi lên xe ra về Lúc này chị Xuân chạy đến bên Hoa Rồi dìu cô vào nhà Đại ca này Nhìn thằng Hải nát vậy Mà có con vợ ngọt ra phết nhờ Tên đại ca nghe xong Nhách mép cười rồi nói <cười> Ngon, ngọt Anh thích rồi đấy Chưa em xem thế nào thu xếp nhá Xong việc anh thưởng tên đàn em vội vàng nói đại ca yên tâm em không phụ lòng đại ca đâu anh cho em mấy ngày để thu xếp nhé hòa ngồi nói chuyện với chị xuân một lúc thì hải về thấy hải về chị xuân cũng đứng dậy ra về chị không ghét hải nhưng cũng không muốn nói chuyện với anh vừa vào đến cửa nhà thì tiếng điện thoại reo hải rút con điện thoại cũ ra nghe thì đầu xây bên kia giọng nhẹ nhàng nói thế ông anh có tiền trả tụi em chưa hải vội vàng đi ra sân nghe máy anh run run đáp mấy chú cho anh cất vài hôm nữa anh xoay được tiền rồi trả mấy chú liền ấy ấy chết anh cất bọn em vài lần rồi tiền của bọn em nó biết đẻ đấy ông anh ạ à. nội trong ngày mai anh không trả em xin anh hai bàn tay nhé Hải lúc này sợ hãi, giọng run run. Anh nói thiệt, xin chú tha cho anh, cho anh khất nốt lần này. Vậy em có cách này khiến anh xóa hết sạch nợ? Anh xem được không? Giọng Hải vui mừng nói. Cách gì? Chả là đại ca em rất thích vợ anh. Chỉ cần anh cho vợ mình đến phục vụ đại ca em vài hôm, thì tất cả số tiền anh vay được, xóa hết. hải ngập ngừng một lúc rồi nói em nói với đại ca cho anh khất vài hôm nữa anh trả nhé chứ anh không bán vợ đâu rồi không kịp để đầu dây bên kia nói hải liền cúp máy luôn đi vào nhà nhìn thấy hoa đang ngồi trên ghế hải đưa mắt nhìn cô rồi đi vào trong buồng ngủ cô chắc mẩm đêm qua chồng mình đã thức cả đêm chơi cờ bạc không ngủ rồi đợi con gái về hai mẹ con cùng ăn cơm Bữa cơm hôm nay có thêm món cá kho riền mà Hải thích ăn nhất. Nhưng tâm trạng anh bây giờ làm sao nuốt nổi. Nên dù Hoa gọi chồng ra ăn cơm vài lần, anh cũng chả buồn đáp lời. Bừng bát cơm mà Hoa cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ còn mình con bé Lan cặm cụi ăn một cách ngon lành. Vì lâu rồi nó mới được ăn ngon. Đại ca đại ca, thằng Hải nát đang ngồi uống rượu với hội bạn nó. Thằng này mà uống thì say đến sáng mai Em đã sắp xếp người để giữ chân nó rồi <laughs> Hôm nay đại ca cứ thưởng thức vợ nó ngon lành đi nhé Rồi cả bọn cầm thú kia cười lên thích thú Nửa đêm đợi mãi không thích chồng về Hoa vẫn để hé cửa để tí hải về Còn bé Lan thì lại sang nhà chị Thu ngủ cùng bé Hạnh Hai đứa nó quấn nhau lắm Nửa đêm trời mưa to Hoa dậy đóng cái cửa sổ cho mưa đỡ hắt Trời mưa to vậy mà chồng vẫn chưa về Trong lòng Hoa đang nóng như lửa đốt Dù Hải có đối xử ra sao Thì Hoa vẫn luôn một mực yêu thương chồng Và mong một ngày anh thay đổi Lại trở về là anh của trước kia Luôn yêu thương mẹ con cô Toàn vào giường đi ngủ Thì có một bàn tay từ phía sau ôm chầm lấy Hoa Hoa sợ hãi giằng tay người đó ra Vì biết đây không phải là chồng mình Cô sợ hãi dãy rủa nhưng sức lực của cô làm sao bằng tên đàn ông lực lưỡng kia nhất là trong con người nó đang tràn đầy cơn dục vọng đê hèn nó bế hoa vào trong buồng lúc này hoa mới nhận ra đây là tên đại ca mà chồng mình nợ tiền cô sợ hãi lùi vào góc tường ánh mắt cô lúc này tràn đầy sự sợ hãi tên đại ca nhìn cô với ánh mắt như một con thú cát tình nó cười rồi buông những lời lẽ thô tục ra với hoa Chiều anh đi Rồi anh cho em tiền Mất gì đâu cô em Vui thì cả hai cùng hưởng mà Hoa chắp tay nói với giọng cầu xin Xin anh tha cho tôi Tôi cầu xin anh Nhưng tên đề hẹn kia Bây giờ nào có để ý đến lời van xin của Hoa Hắn bây giờ chỉ muốn thỏa mãn cơn thú tính của mình thôi Hắn tiến đến ôm lấy Hoa Cô gạo thét dãy tụa trong điên cuồng nhưng bây giờ ngoài trời đang mưa rất to, thì làm sao mà mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Nhìn Hoa như vậy càng kích thích thú tính của tên dâm tặc kia. Hắn xé nát bộ quần áo trên người Hoa, rồi từ từ chiếm lấy thân thể cô. Mắt Hoa nhòe đi vì nước mắt, hai tay cô nắm thật chặt, khiến lòng bàn tay cô rớm máu vì những đầu móng tay. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn mặc quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh Hoa đang nằm yên như xác chết vì tội nhục. Hắn vốt vẻ khuôn mặt xinh đẹp của Hoa rồi nói: "Em bỏ quách cái thằng nát rượu ấy đi, về làm bộ anh, anh sẽ chiều em hết mình." Rồi hắn đi đến bên bạn đối diện giường ngủ, lấy chiếc điện thoại. Lúc Hoa không để ý, hắn đã quay lại toàn bộ cuộc ân ái của hai người. Mà nói đúng hơn là cảnh hắn cưỡng hiếp Hoa. Nhìn vào điện thoại hắn cười tươi thích thú rồi nói Em đẹp lắm Anh xin giữ thức phim này làm kỷ niệm nhé Lần sau anh gọi thì đến ngay Nếu không thì chồng em sẽ được coi những đoạn phim nóng bỏng này Hắn rút ra vài tờ polymer đặt bên cạnh Hoa rồi ra về Hoa nằm đấy toàn thân lõa thể Mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà Cô nghĩ về cuộc đời mình mà không biết dùng từ gì có thể tả nổi. Cuộc đời cô quanh quẩn chỉ bởi chữ khổ. Bây giờ cô không biết phải đối diện với chồng con ra sao. Cô sợ tên khốn nạn kia sẽ dùng những thức phim bẩn kia để ép buộc mình làm nô nệ tình dục cho hắn. Cuộc đời này còn gì để cô phải lưu luyến. Điều mà cô áy náy nhất là con bé nạn. Hòa đứng dậy, mặc lên mình bộ áo dài trắng mà ngày cưới cô đã mặc. Chạy tóc còn gàng xong, cô mở cửa bước dưới trời mưa những ánh chớp sáng bừng dưới cơn mưa bút lạnh cô chậm rãi đi về phía bờ sông ngày cô xem mình xuống dòng sông lạnh lẽo cũng là một ngày mưa lớn hôm nay trời cũng đổ mưa rông ông trời như thương tiếc cho một đời bạc phận của người con gái hiền lương bước đến mép sông nhìn những con sóng đập vào bờ vì mưa và gió lớn cô mỉm cười rồi nói tào sẽ quay lại báo thù rồi cứ thế hòa đắm mình trong làn nước lạnh kết thúc chối ngày đau khổ của một kiếp người một tuần kể từ ngày hoa mất tích hàng xóm suy luận đủ điều mấy người đang nghi thì nói chắc nó bỏ bố con thằng hải đi theo cái thằng nào giàu có rồi mấy bà hiểu chuyện thì lên tiếng thanh minh tôi là tôi không tin con hoa nó là người như vậy đâu Chắc có điều gì ẩn khúc ở đây Mọi điều tiếng hay giờ Đều đến tai Hải Nhưng nó luôn im lặng Mấy hôm nay không thấy Hải say xỉn nữa Nó thường ngồi ngoài sân im lặng Nhìn về phía con đường dẫn vào làng Như chờ đợi điều gì đó Mấy hôm nay Nó như người mất hồn Một cảm giác trống trải Xâm lấn tâm trí con người nó Đã rất lâu Nó mới lại cảm thấy cô đơn đến vậy Ôi làng nước ơi Có người chết trôi Có người chết ừ. Tiếng bà Tú réo lên hoảng hốt Chả là hôm nay Bà mang mấy mớ rau ra bờ sông Rũ qua hết đất Để mang ra chợ bán Thì bà nhìn thấy một thân thể Nổi lệnh bệnh trên mặt nước Bà Tú hốt hoảng vứt cả rổ rau mà chạy Vừa chạy vừa réo ẩm lên cho mọi người biết Sau đó vài người cùng bà Tú chạy ra chỗ xác chết trôi kia hai người thanh niên lội xuống kéo xác chết lên bờ vén mái tóc dài đang xỏa trên mặt ra ai nấy đều ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là hoa rồi ơi là con hoa đây mà chả biết có chuyện gì mà đến nông nỗi này khổ thân quá hải đang ngồi uống chén chè đặc thì một tiếng gọi thất thanh vang lên giọng hổn hển nói anh anh hải ơi vợ anh hải hỏi lại với giọng như quát vợ tao làm sao mày không nói mau đi vợ anh vợ anh chết rồi đang ở ngoài bờ sông kia kìa nghe đến đây hải chạy một mạch ra chỗ người thanh niên kia chỉ đến nơi anh thấy một đám người đang đứng xung quanh một xác chết anh tiến lại gần hơn thì trước mắt anh bây giờ là hoa trần hải khuỵ xuống toàn thân anh run lên khi nhìn người vợ trước mặt giờ đây đã lạnh chỉ còn là cái xác vô hồn lúc này thất khiếu hòa chảy ra những dòng máu đen sì hai mắt hải bây giờ đã đỏ hoe những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống có những điều khi mất đi rồi còn người ta mới thật sự trân trọng tiếng khóc từ xa vọng tới là con bé lan nó toàn lao đến ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt của mẹ thì hải kịp giữ tay con bé lại anh ôm con bé vào lòng giữ chặt lấy nó không biết từ bao giờ anh đã không để ý quan tâm chăm sóc con bé lúc này ôm con vào lòng anh mới để ý con bé gầy quá hai bố con ôm nhau khóc mà khiến mọi người xung quanh ai cũng không khỏi xúc động sau tàng lễ của hoa thì hải càng ngập trong rượu đi làm được bao nhiêu lại đổ hết tiền vào rượu còn bé làn thì không ai chăm nom bữa nọ bữa đói qua một trăm ngày mất của hoa hải dẫn một người đàn bà về nhà anh tự tay xuống dưới bếp nấu những món ngon đã rất lâu rồi tâm trạng anh mới vui như vậy lan đi học về thấy mâm cơm thịnh soạn lại còn có gà thì ngạc nhiên lắm nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt trong nhà mình nó càng ngạc nhiên hơn lan mòn mèn đến hỏi bố ừ um, bố ơi nhà mình có khách cả à? ừ hải trả lời cuộc ngủn Hôm nay nhiều món ngon lắm Nhưng Lan cảm thấy không ngon chút nào Nó ăn vội bát cơm rồi đứng dậy Trong suy nghĩ non nớt của nó Nó hiểu người phụ nữ kia từ nay sẽ sống trong ngôi nhà này Thay thế chỗ mẹ nó Hải liên tục gắp thức ăn và bát cho thương Rồi nói với giọng âu yếm Em ăn đi Ăn nhiều vào cho con nó khỏe Rồi Hải sợ lên cái bụng bầu của thương Cười sảng khoái làn đứng một chỗ nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bố mà khuôn mặt đượm nét buồn nó đi ra phía bờ sông ngồi trên mỏm đất cao nó khóc nó nhớ mẹ rất nhớ giờ đây chỉ còn mình nó cô đơn đối diện với cuộc sống đầy rẫy những khó khăn phía trước một tháng trước sau khi tỉnh giấc sau một chầu say bí tỉ với hội bạn nhậu nhìn sang bên hải thấy một cô gái trẻ đang nằm cạnh trên cơ thể hai người không một mảnh vải che thân hải không biết cô gái kia là ai chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đêm qua nhìn sang cô gái vẫn đang say giấc hải vội vàng mặc lại quần áo rồi nhẹ nhàng ra về cánh cửa vừa khép lại người đàn bà nằm trên giường nở một nụ cười đắc chí tuy rượu trẻ cỡ bạc nhưng hải chưa bao giờ phản bội vợ dù lúc đó vợ đã chết nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với Hòa Sau lần đó anh cũng không gặp lại người phụ nữ kia Bắn đi một tháng Người phụ nữ kia tìm gặp anh và nói đã có thai Hải vừa vui vừa sợ Sự việc đến quá đột ngột khiến Hải chưa tiếp nhận được Nhưng nghe nói đến việc mình sắp có con Trong lòng anh thấy vui vui Đây là điều mà bao lâu nay anh thầm cầu mong Vậy là Hải đưa thường về nhà để chăm sóc Cũng từ hôm đấy hải rất chăm chỉ làm việc anh bỏ luôn rượu chè không giao du với những thành phần xấu nữa anh chuyên tâm và kiếm tiền để lo cho đứa con sắp chào đời duy chỉ có điều từ ngày thương về đây con bé lan phải nghỉ học để đi bán vé số kiếm thêm còn thương thì chỉ việc ở nhà hưởng thụ mà không phải động chân động tay vào việc gì lúc đầu thương nói đến chuyện con bé lan nghỉ học thì hải cũng không đồng ý vì tiền học của con bé đáng là bao đâu Anh vẫn lo được Một phần là anh cảm thấy có lỗi với cái chết của Hoa Nhưng con đàn bà độc ác kia không chịu À dẫy nảy lên như địa phải vôi Rồi nói với giọng trách móc dọa dẫm Anh không thương mẹ con em Anh thương nó hơn chứ gì Vậy thì để em đi Em tự nuôi con Hải sợ hãi nói Em bình tĩnh đã Có gì thì mình giải quyết thường đặt tay hải lên bụng rồi nói còn chúng mình ở đây này anh không lo cho con thì lo cho ai sau này con chào đời thì phải dùng đến nhiều tiền một mình anh lo nổi không với lại nó có phải là con anh đâu hải cúi mặt không đáp khẽ gật đầu làn đứng ngoài hiên nghe hết toàn bộ câu chuyện nó không khóc mà chỉ lặng lẽ bước đi bóng dáng nhỏ bé của nó khuất trong màn đêm đen đặc. Xa xa, một nhân ảnh mờ ảo đang dõi theo Lan, mà hai hàng huyết lệ trào ra. Hòa muốn chạy đến ôm lấy con mà không thể, vì lúc này cô chỉ là một hồn ma. Thường vứt một tập vé số trên bàn rồi nói Cầm lấy đi bán đi Hôm nay không bán hết thì đừng có ăn cơm Lan cầm tập vé số trên tay rồi lầm lũi bước. Ra đến cửa nhà thì tiếng thương nói lớn. Liệu căn giờ mà về nấu cơm chưa? Dạ. Tiếng Lan trả lời với giọng buồn rầu rồi nhanh chóng dạo bước. Từng ngày bố đưa dì thương về đây ở thì mọi công việc nhà đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của bé Lan. Nhiều khi ả à đàn bà độc ác kia còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không thương tiếc với con bé Hải biết hết Nhưng anh không quan tâm Giờ anh chỉ quan tâm tới đứa con mình hết lòng mong ngóng Còn Lan ra sao Thì anh cũng không bận lòng Con kia Mày nhìn xem Mày giặt cái áo của tao như này hả Còn nguyên vết bẩn đây này Tiếng thường đít lên qua kẽ rằng Mắng bé Lan Rồi à ném chiếc áo vào mặt con bé Lan cầm lấy chiếc áo Không nói câu gì chỉ lặng lặng mang đi giặt Nhìn một chậu quần áo đầy Mà con bé thấy sợ hãi Cả ngày lang thang khắp các nơi để bán vé số Đã mệt lắm rồi Về đến nhà lại bao nhiêu việc đến tay Con bé dường như đã kiệt sức Nó ước mẹ nó ở bên lúc này Nó khóc Nó nhớ mẹ À đàn bà độc ác kia nhìn thấy Lan khóc À tức giận đi đến quát Thế mày không giặt nhanh lên Còn ngồi đấy mà khóc với lóc à Ả à, vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ dí và chán lan Cùng lúc đó chị Xuân sang chơi Nhìn thấy cảnh đó chị tức giận không nhịn được Bèn lên tiếng nói đồng Sức dài vai rộng thế kia Mà sống như con ký sinh ý Chả làm được cái đếch gì Chỉ như cái con bọ chó chuyên đi hút máu thôi Thường cũng chả phải cái loại vừa Ả à, chậu cái mồm lên mà nói Này chị kia Chị bảo ai là ký sinh là bọ chó hả? Ơ ờ, hay Tôi có nói cô đâu Hay cô có tật thì giật mình Lúc này thương tức sôi máu Mà không nói thêm được câu gì À tức giận mà bỏ vào trong nhà Chị Xuân nói nhỏ với bé Lan Bác con nấu nồi chè đố đen Tối con xong việc sang ăn nhé Nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng trên đôi má xanh xao của con bé Chị Xuân khẽ dùng tay lau đi Là người chứng kiến con bé lớn lên từ lúc lọt lòng cho đến giờ Chị Xuân rất thương con bé Chị coi con bé như con mình vậy Đã nhiều lần chị nói với Hải Mày lo cho con bé không nổi Thì để tao nuôi Chứ mày xem Từ ngày mày rước cái con bỏ mẹ kia về Con bé nó vất vả thế nào Mày không thấy có lỗi với con Hòa à? Hải chỉ im lặng không nói câu gì trong lòng anh cũng đôi lúc cũng áy náy. Nhưng giây phút ấy cũng qua nhanh thôi, vì à đàn bà kia nịnh nọt đủ kiểu, nói như rót mật vào tai, nên Hải mặc kệ à muốn làm gì thì làm. Được thể, à lấy hành hạ bé Lan đủ kiểu. Những trận đòn diễn ra nhiều hơn, những tiếng mắng chửi không ngớt, còn con bé Lan cứ im lặng mà cam chịu, Chừa một lần cãi lại hay chống đối ở xóm nghèo này ai cũng biết Họ biết hết những việc ả nhân tình của Hải làm Nhưng ai dám lên tiếng vì họ đâu có cách quyền gì Họ chỉ âm thầm thương xót cho con bé Lan Hay cho nó bát cơm củ khoai mỗi khi nó bị bỏ đói Có những con người mà lòng dạ đôi khi còn không bằng loài động vật Chả có nhân tính Trong ánh đèn mờ ảo Hai thân hình lóa thể đang cuốn vào nhau đẩy say đắm Tên đại ca đang ôm cô nhân tình nóng bỏng trong vòng tay mà hôn đắm đuối. Đang lúc cao trào thì hắn chợt khựng lại khi cảm giác trong miệng mình có chất gì đó nhơn nhớt, mùi tanh sọc lên tận óc. Hắn buông cô nhân tình ra rồi nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu mỹ vị mà chiều nay hắn ăn thì bây giờ hắn cho ra bằng sạch. Sau khi đã nôn xong, hắn quay sang nhìn cô nhân tình thì toàn thân hắn bây giờ run lên bẩn bật mặt cắt không còn giọt máu chân hắn dường như dính lấy nền nhà đôi chân nặng trịch không thể nào nhấc lên nổi mà chạy trước mắt hắn bây giờ không phải là cô nhân tình nóng bỏng mà là một thân hình quỷ dị đôi mắt trắng dã không thấy lòng đen thân thể thì trương phình lên những chất dịch từ cơ thể quỷ dị kia chảy ra từ những chỗ thịt nứt toác bốc ra mùi hôi tanh nhìn kỹ tên dâm tặc kia mới nhận ra đây là hoa người hắn đã cưỡng hiếp mà dẫn tới tự tử ngày hoa chết hắn cũng biết tin khi một tên đàn em báo cho hắn nhưng tiền cặn bã của xã hội này không một chút tiếc thương hay áy náy vì những gì mà hắn gây ra hắn còn cười tươi rồi nói ngọn vậy mà chết tiếc thế mới được em nó phục vụ có một lần lúc này Thân hình quỷ sĩ kia tiến đến gần tên đại ca Nó đưa bàn tay đen xỉ đang phân hủy lên Mà vuốt má tên kia Rồi nói Anh khen em đẹp mà Anh muốn em mà Nào lại đây với em Lúc này Tên dâm tặc kia sợ đến nỗi Hai chân quỷ mọc xuống đất Toàn thân mềm như bún không một chút sức lực Một dòng nước ấm ấm chảy ra tong tọng xuống nền đất Hắn từ từ chắp tay lại vòng hồn của hoa mà cậu xin ừ, tôi xin cô cô tha cho tôi tôi biết sai rồi tôi sẽ cúng kiến cô đầy đủ một chàng cười ma mị vang lên khiến tên đại ca ôm đầu đau đớn <laughs> xin tha ư ừ. mày có nhớ tao cũng từng xin mày tha không tao đã đau đớn thế nào không hôm nay mày phải trả giá cho việc ác độc mà mày làm rồi nhanh như cắt linh hồn quỷ dị của hoa lao tới dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn cắt đứt của quý của tên cầm thú kia máu từ hạ bộ phun ra không ngừng cả thân hình to béo lõa thể đổ rạp trên nền nhà đầy máu tay hắn ôm lấy hạ bộ mà kêu la trong đau đớn Hoa đứng im nhìn hắn vật vã trong đau đớn Môi cô nhoẹn cười Hoa nhìn vào mắt tên cầm thú kia Thì bóng ánh mắt hắn dài đi Cứ thế hắn ta cầm cổ quý của mình lên bỏ vào mồm Mà nhai ngấu nghiến Vừa nhai vừa dùng hai tay tự bóp cổ mình cho đến khi tắc thở Còn ả à, nhân tình thì chết lặng Khi chứng kiến tất cả mọi chuyện Ả à, ta tưởng tên này đang phê ma túy mà tự tay kết liễu đời mình Sợ hãi bị liên lụy nên đã à, nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rời khỏi nhà hắn trong đêm. "Này, chúng mày có biết chuyện gì không?" Một người trong đám bạn cũ vạn của Hải lên tiếng. "Thằng Hưng lợn, đại ca mà cho vay lãi với bảo kê, nó chết hôm qua rồi đấy." Cả hội quay ra nhìn người vừa nói trong đấy có Hải. Hải vội vàng hỏi, "Làm sao nó chết?" "Chả biết tại sao, công an đang điều tra." nhưng nghe nói hiện trường đáng sợ lắm người ta kể là thằng này chết vì tắc thở trong mồm lại ngậm cổ quý của chính mình cả thân hình trần truồng nằm trên vũng máu một bác trung tuổi cũng lên tiếng <laughs> ông trời có mắt cả thôi bước chân đi đến cửa nhà chợt khực lại tiếng nói cười vui vẻ bên trong phát ra làm con bé lan như không tin vào tai mình anh yên tâm Em và con vẫn khỏe Đợi khi nào mẹ chọn con vuông Hai mẹ con em sẽ về Còn bây giờ Hai bố con nó phục vụ Thì cứ hưởng thụ đã Làn vô tình dẫm phải cái rổ Nó sợ hãi lùi lại mấy bước Thì cánh cửa mở toang À đàn bà ác độc kia túm lấy tóc con bé rồi quát lớn Đến nỗi nước bọt bắn cả vào mặt Lan Ái chà Mới nứt mắt ra mà học đâu cái thói rình mò người khác hôm nay tao phải cho mày một trận cho chừa cái thói rình mò đi rồi ả à, dí sát vào tay con bé tội nghiệp rồi nói tốt nhất mày giữ cái mồm cho cẩn thận mày mà nói lung tung tận đuổi mày ra khỏi nhà đấy ả à, đàn bà độc ác toàn giơ tay lên tát con bé thì cánh tay chợt khựng giữa không trung toàn thân ả à, run lẩy bẩy đứng còn không vững hai mắt ả à trợn trừng trừng nhìn về phía xa đầy sợ hãi rồi cứ thế như có ma xui quỷ khiến ả à cứ quỳ xuống đất gào khóc rồi dùng hai bàn tay mình mà tát vào má bôm bốp còn bé làm thấy vậy sợ hãi lùi ra xa mấy bà hàng xóm nghe thấy tiếng gào khóc cũng mỏ sang lớp ló ngoài cổng mà nhòm vào xem sự thể nó ra làm sao con này hôm nay nó bị làm sao thế nhỉ mọi hôm cái mặt vênh như cái bánh đa nướng hống hách quát mắng con bé lan là thế sao hôm nay nó lại tự vả mặt mình như vậy nhỉ cứ như là bị ma nhập ý ui sao cái loại này á đến ngày nghiệp nó quật cho rồi những tiếng xì xào bàn tán tiếng cười khanh khách vang lên từ xa tiếng động cơ xe máy đang mỗi lúc tiến đến gần mọi người nhìn thấy là thằng hải nên ai nấy tản ra đi về vừa vào đến sân đập vào mắt hắn là hình ảnh thương đang quỳ dưới nền đất gào khóc mà lấy tay tát bôm bốp vào má mình những âm thanh phát ra từ cổ họng ả à, không ai hiểu nổi chỉ biết rằng ả à đang nói một điều gì đó chỉ có ả à mới hiểu hải chạy đến kỳ chặt lấy hai tay người vợ hờ rồi nói như hét lên em làm cái gì vậy bình tĩnh lại đi em như vậy ảnh hưởng tới con đấy biết không sau câu nói của hải Mắt ả à đàn bà ác độc kia trợn trừng lên một cái Rồi lăn đùng ra ngất lịm trên tay hắn Hắn sợ hãi Bèn bế ả à vào trong nhà nằm nghỉ Hải ngồi bên giường dùng khăn ấm lau mặt Xoa so bóp chân tay cho ả à. Sau một lúc thì ả à cũng tỉnh dậy Nhớ lại sự việc lúc trước con đàn bà này vẫn chưa hết sợ hãi Lúc ả à định đánh con bé Lan Thì đột nhiên một thân ảnh quỷ dị hiện ra Làm ả à sợ hãi đến hồn phiêu phách lạc rồi mắt ả à long lên sóng sọc ánh mắt đờ đẫn dài đi rồi ả à không còn biết gì nữa tỉnh dậy ả à thấy mình nằm trên giường bên cạnh là hải lúc này cả thân hình ả à vẫn run lên như cầy sấy những lời nói ma mị như vọng về từ âm ti địa ngục vẫn văng vẳng bên tai ả à. mày đánh con tao tao vật chết tươi mày vật chết tươi mày Ả à biết con quỷ kia đang nói đến ai, và nó là ai. Ả à sợ hãi bật dậy, lấy cái vali để trong góc nhà, vội vàng thu dọn quần áo rồi rời khỏi ngôi nhà này. Nơi đây đã không còn là để trốn, để cho ả à dung thân nữa rồi. Nhìn thấy người vợ hờ đang gom hết đồ đạc toan bỏ đi, Hải sợ hãi giữ tay ả à lại, hỏi với giọng run run. Em làm gì vậy? Em định đi đâu? thường hất tay hại ra toàn xếp tiếp đồ đạc thì ánh mắt ả à vô tình lướt qua cánh cửa buồng lấp ló sau đó là ánh mắt của con bé lan nó đang theo dõi tất cả sự việc đang diễn ra trong này ánh mắt lầm lì đó hàng ngày ả à vẫn thấy nhưng sau hôm nay ả à cảm thấy thật sợ hãi ả à quay đi và tiếp tục dọn đồ hải điên cuồng giật cái vali vứt ra một góc rồi nói như hét lên tôi không cho cô đi cô phải ở đây sinh đứa con này ra cho tôi rồi cô muốn đi đâu thì đi lúc này thường bình tĩnh đến lạ à nở một nụ cười nhạt rồi nói con nào <laughs> con nào cơ đứa bé này đâu phải con anh cô, cô cô nói gì anh không nghe rõ à vậy tôi nói lại một lần nữa nhé đứa bé này không phải con anh Hải như chết lặng, toàn thân anh cứng đơ ra, không nói được lời nào. Tay anh như ủ đi. Đứa con anh, ngày đêm mong ngóng, giờ đây lại không phải là con anh. Chợt đôi mắt Hải đỏ ngầu, anh lao tới à đàn bà kia, dùng hai tay bóp lấy cổ à. Anh muốn giết à, giết chết con đàn bà ác độc này. Vì à mà bao tháng nay anh gồng mình không quản nắng mưa lao đầu và làm việc chỉ mong có đồng ra đồng vào cho ả à và con được sống thoải mái không thiếu thốn vậy mà giờ đây tất cả anh nhận lại chỉ là sự dối trá ghê tởm lúc này hải như một con thú dữ bàn tay hải siết mạnh hơn hai mắt ả à đàn bà khốn nạn kia bắt đầu trợn ngược lên thì chợt tay hải khựng lại anh ta đưa mắt xuống cái bụng bầu đã sắp đến ngày sinh của ả à. bàn tay anh bắt đầu nới lỏng rồi từ từ buông ra thường họ sặc sủa rồi chắp tay cậu xin em xin anh anh tha cho em cô cút khỏi đây nhanh lên tiếng hải lạnh lùng đáp thương vội vàng chạy ra góc nhà nơi cái vali đang nằm trọng chờ ai à nhét mấy bộ quần áo cho gọn gàng rồi lễ mễ kéo cái vali rời đi ra đến sân ai à nhìn thấy lan đứng đó à ném cho nó một ánh mắt sắc như rào rồi bước đi Lúc này, tiếng hét vọng ra từ trong nhà Hải đang điên cuồng gạo thét Anh đập phá đồ đạc Dường như mọi đau đớn kìm nén lúc nãy bây giờ Hải muốn xả ra hết Làn hướng ánh mắt vào trong nhà Nhưng không dám bước vào Nó sợ Từ ngày mẹ mất Nó như một con người khác Lầm lì, ít nói Cứ sống trong cái thế giới riêng của mình Cô đơn, buồn tuổi Thời tiết tháng sáu trời nắng như đổ lửa. Sáu giờ chiều rồi mà ánh nắng vẫn chói chang. Còn bé Lan đầu trần, trên tay còn cầm tập vé số. Lững thững bước vào sân. Hải đang ngồi ôm cái điếu cày sau khi vừa rít vài bi thuốc lào xong. Nhìn thấy con bé, đôi mắt ảnh bóng đỏ hoe. Những giọt nước như trực rơi xuống. Hình ảnh con bé trắng trẻo mập mạp ngày xưa, giờ không còn nữa. Thay vào đó là thân hình gậy tong teo, làn da đen nhẹm như một cái xác biết đi. Nhìn xuống chân, anh thấy đôi dép tổ ong của con bé được buộc chẳng chịt bởi cái sợi dây ni lông màu xanh đỏ. Cót đôi dép đã mòn hết rồi. Anh đã làm gì thế này? Bảo lột rồi anh không quan tâm đến con bé, để con bé thành ra như thế này. Anh trách bản thân mình sao lại khốn nạn đến vậy. Sau tất cả, thì người ở bên cạnh vẫn là con bé nó vẫn chăm sóc cho anh ngày ba bữa cơm Bằng những đồng tiền ít ỏi từ việc bán vé số Vì từ lúc à đàn bà khốn nạn kia bỏ đi Anh cũng chẳng thiết làm ăn gì Anh ngồi đó Nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy con bé Đôi mắt đèn long lanh nhìn anh Anh đã nhủ rằng cả đời mình sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt Sẽ dùng cả trái tim mình để yêu thương bao dung và bảo vệ con bé Ấy vậy mà anh không làm được chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà anh đã làm tan nát gia đình nhỏ bé này giờ đây hải đang hối hận anh đã nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình rồi anh muốn sửa sai hôm nay hải dậy sớm lắm anh đến bên giường con gái rồi nhẹ nhàng gọi lan ơi dậy đi con lan mở mắt nhìn thấy bố đang ngồi cạnh giường nó hoảng hốt nói con đi nấu đồ ăn sáng đây ạ Bố, bố đợi con một chút Nó sợ Sợ rằng bố dậy mà chưa kịp nấu đồ ăn Thì bị bố mắng Không Hôm nay con không phải nấu gì cả Bố mua phở rồi Món con thích ăn nhất này Con đi rửa mặt đi Rồi vào đây hai bố con cùng ăn Hải khẽ xoa đầu Rồi dục Nhanh đi con Trên bàn hai tô phở bỏ nóng hổi đang bốc khói nghi ngút Lan nhìn mà thèm đã rất lâu rồi nó chưa được ăn phở nhưng nó vẫn rụt rè không dám ngồi có lẽ khoảng thời gian qua nó đã phải chịu bao khổ cực nên bây giờ khi nhận được sự chăm sóc đối xử tốt từ bố nó vẫn chưa quen nó thấy hoài nghi ngồi xuống ăn đi cho nóng Hải dục con lúc này Lan mới từ từ ngồi xuống ăn Hải gắp mấy miếng thịt bò thơm phức sang bát cho con rồi nói Con ăn đi Hải ngồi đó nhìn con bé ăn với đôi mắt âu yếm Làn ăn rất ngon lành Cứ như nó bị bỏ đói đã lâu Con bé chuẩn bị đi bán vé số thì Hải nói Từ hôm nay con không phải đi bán vé số nữa Bố đã xin nhà trường rồi Sáng tháng khai giảng bố cho con đi học lại còn bây giờ con cứ ở nhà trông nom nhà cửa Lấy sách vở ra ôn lại bài vở đi nhé Hải lấy đôi dép mới ra Ngồi xuống đi vào chân con Rồi anh bước đi Lao lên con xe cả tàng của mình để đi làm Hải khóc Khóc vì hạnh phúc Vì anh đã kịp sửa sai Làn đứng đó nước mắt khẽ rơi Đã lâu rồi nó mới cảm nhận được sự ấm áp yêu thương từ bố Người thân duy nhất của nó nó hy vọng tình yêu thương này sẽ kéo dài thật dài, sẽ không phải là giấc mơ. Cứ chiều chiều, Lan lại chạy ra cổng đón bố. Đôi mắt đèn láy cứ trông ngóng về bố từng phút từng phút. Bên mầm cơm, hình ảnh hai bố con cười nói vui vẻ. Hình ảnh ấm áp này, hạnh phúc giản đơn này, sao mà Hải không nhận ra sớm hơn. Bóng sáng mở nhạt của một nhân ảnh, nhìn hai bố con khẽ nở nụ cười mãn nguyện có lẽ hòa giờ đây đã yên tâm để ra đi. Người ta nói một đời thật dài nhưng cũng rất ngắn. Hãy sống và yêu thương nhau nhiều hơn để mai sau không phải nói hai từ giá như. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện một kiếp người của tác giả Đỗ Ngát kể về uh, một cuộc đời rất là đau thương của một cô gái và có lẽ những cái số phận giống như hoa thì ở trên đời cũng có khá là nhiều. Nhưng uh, thuận thực sự thích cái cái thông điệp mà tác giả đỗ ngát gửi tới trong câu chuyện này đó là người ta nói một đời thật dài nhưng cũng rất ngắn. Hãy sống và yêu thương nhau nhiều hơn để mai sau không phải nói hai từ giá như. Thế nên là thuận cũng chỉ hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy luôn sống yêu thương uh, để mai sau không bao giờ phải hối tiếc một điều gì cả. Và cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay Chúc cho mọi người sẽ có một đêm ngon giấc nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 9 giờ tối ngày mai trên kênh Người Sân Đường coi Âm nhé